là Thanh đây. Hôm nay Thanh sẽ giới thiệu với mọi người một sản phẩm. Nếu mà không dài thì theo series của Thanh là Thanh hay nói về những cái sản phẩm thực phẩm chức năng, thuốc bổ cho xương khớp, thì cho tim mạch được. Thì nếu mà nói về những sản phẩm đó thì không thể nào không nói tới cái sản phẩm mà hôm nay Thanh giới thiệu cho mọi người. Sản phẩm hôm nay Thanh muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là Omega 3, hay còn gọi là cá fish oil. Đây là Omega 3 của hết như kia. Đây là Omega 3 hàm lượng 100mg của Healthcare. Cái hãng Healthcare thì Thanh cũng biết thì mình cũng là khá nhiều rồi, là một hãng của Úc chuyên sản xuất các thực phẩm chức năng và thuốc bổ. Thì hôm nay Thanh sẽ giới thiệu dầu cá của Healthcare. Hôm khác Thanh có thể giới thiệu với mọi người dầu cá của những hãng khác cũng rất là được ưa chuộng tại Úc. Cái hàm lượng của Healthcare là hàm lượng 1mg, có nghĩa là 1g đó mọi người, trên 1 viên. Thì dầu cá nó có rất nhiều cái điểm tốt cho cơ thể chúng ta, từ người nhỏ, từ gọi là phải gọi như thế nào ta, từ khi mẹ chuẩn bị mang thai tới mẹ mang thai và sau khi sinh và khi em bé còn nhỏ, chúng ta đều sử dụng dầu cá omega 3 để bổ sung cho các bé cho tới khi mà chúng ta lớn lên, trưởng thành, và đặc biệt là về già. Khi về già thì mắc các bệnh về xương khớp, tim mạch, về mắt thì chúng ta càng nên sử dụng, càng nên bổ sung dầu cá nữa. Tại vì á, omega 3, trong thành phần omega 3 thì ở đây thành phần 1 viên 1000mg thì trong đó là sẽ có 180mg là EPA và 120mg là DHA. Thì những cái chất này sẽ giúp cho chúng ta là có một sức khỏe mạnh về xương khớp. Dầu cá chúng ta thì là hỗ trợ về xương khớp, nếu mà bị các bệnh về xương khớp, bị nhức xương, nhức khớp, bị khô khớp, viêm khớp, chúng ta có thể sử dụng dầu cá omega 3 chung với lại sủi cá mập hoặc là chung với lại glucosamine. Những sản phẩm này là những sản phẩm nên sử dụng chung với nhau sẽ mang lại cái hiệu quả tối ưu, hiệu quả tốt nhất, đó là dầu cá và sủi cá mập, hoặc dầu cá và glucosamine nha mọi người nha. Hoặc có thể chúng ta sử dụng dầu cá này chung với lại CoQ10. Tại vì á, cái dầu cá omega 3 này á, không những là hỗ trợ xương khớp mình khỏe mà còn là hỗ trợ sức khỏe cho trái tim của chúng ta nữa, rồi hỗ trợ cho mắt nữa, rồi hỗ trợ cho não bộ nữa, gọi là sức khỏe toàn cơ thể, sức khỏe xương khớp, sức khỏe trí não, sức khỏe mắt, hệ thần kinh và sức khỏe toàn diện nói chung. Thì cái dầu cá này rất là tốt, còn giúp cho cơ thể chúng ta da dẻ đẹp hơn nữa, nên gọi là cái dầu cá rất là đa năng luôn, nên có thể kết hợp với lại rất là nhiều sản phẩm khác, như là kết hợp chung với lại CoQ10 để bổ tim, kết hợp chung với lại sủi cá mập để bổ xương khớp, kết hợp chung với glucosamine để mà giảm các tình trạng viêm khớp, đau khớp, nhức khớp. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng hàng ngày để mà bổ mắt, bổ não, khi mà chúng ta làm việc nhiều với lại máy tính, là không có mà nghĩ nhiều thì nhân viên phòng một ngày tiếp xúc với máy tính hầu như là 8 tiếng đồng hồ, thì chúng ta có thể sử dụng dầu cá omega 3 để mà bù lại độ ẩm cho mắt, để mà hỗ trợ mắt tốt hơn. Và những người làm việc nhiều thì đầu óc trí não cũng mệt mỏi, thì chúng ta cũng có thể sử dụng thêm dầu cá kết hợp cùng với lại bộ não của Thompson hoặc là bộ não của Healthcare. Healthcare cũng có dạng bộ não mọi người nha. Thanh có làm một cái video về bộ não của Healthcare thì mọi người có thể mà xem Thanh review ở đó chi tiết hơn. Thì hôm nay Thanh giới thiệu với lại mọi người cái sản phẩm của Healthcare này, hàm lượng là 1000mg, mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng khoảng 2 viên, là 2000mg là đủ nhu cầu cho một người trưởng thành, với một người lớn tuổi của chúng ta. Thì chúng ta có thể là sử dụng sau khi ăn uống một lượt thôi, không cần chia ra mọi người nha. Hôm nay
Thanh review tới đây rồi. Nếu mọi người muốn biết giá chính xác của sản phẩm Thanh đang cầm trên tay á, thì mọi người có thể là nhắn tin cho Thanh trên Fanpage, trên YouTube hoặc là Instagram, hoặc là gọi trực tiếp cho Thanh. Thanh sẽ báo giá với mọi người. Hôm nay mọi người đặt thì giá về tay sẽ bao nhiêu, hoặc là đang có sẵn store thì giá chính xác là bao nhiêu. Tại vì mỗi lần á, hàng về á, thì sắp xếp nhau một chút xíu, chứ không có luôn luôn là giống nhau. Tại vì từ những lúc sale ít hay sale nhiều, nếu sale sâu, sale đậm thì sang sale được giá cho mọi người là giá sale. Rồi những lúc mà vận chuyển có thay đổi, giá vận chuyển có lên xuống, Thanh cũng sẽ báo mọi người để mà mọi người có được mức giá tốt nhất. Yên tâm là bên Thanh sẽ luôn báo cho mọi người mức giá tốt nhất, thường xuyên nhất, thay đổi cập nhật liên tục, chứ không để một mức giá cao mà để hoài cho mọi người. Mọi người yên tâm về vấn đề giá cả nha. Hãy gọi nhắn tin cho bên Thanh rồi Thanh sẽ báo giá chính xác mọi người nha. Cái dầu cá hết thì khe này Thanh nhớ hình như là Thanh không nhớ được hôm nay nhiều gì của Thanh lại không nhớ giá rồi. Có gì mọi người nhắn tin thì Thanh sẽ báo giá cho mọi người nha. Bye bye mọi người.